trăng soi thấu cho nỗi lòng. Ngày xa đi sông sông tiến đưa, con nước chia đôi bờ. Mang tiếng là vợ lớn ở trong nhà, vậy mà suốt ngày ở dưới bếp làm như con ở đợ vậy đó. Còn con vợ lẻ nè, được đi chơi, mua sắm, cưng chiều hết mực. Trời ơi, tôi mà như chị á hả, tôi nhảy xuống đây tôi chết vì nhục cho rồi, chứ sống sao đặng. Chị làm gì vậy? Giờ hết quần áo của người ta rồi. À, mà người như chị có biết gì là dơ bẩn, lúc nào mà chẳng dơ bẩn. Chị từ nhỏ cùng là người một nhà với nhau, chị ăn nói cho đàng hoàng đó, sao suốt ngày chị cứ xúc xỉm người ta hoài vậy? Ủa, tôi nhớ là tôi đâu có nói đụng chạm gì tới Dượng đâu. À, hay là Dượng có tình ý gì với con ở đợ này, sao Binh nó dữ vậy? Là người một nhà, tôi thấy bất bình thì tôi lên tiếng thôi. Bất bình hả? Anh hùng cứu mỹ nhân đó hả? Đúng là ngu tầm ngu, mã tầm mã mà. Trời ơi, thiệt là tức quá mà. Nè nè nè, mới đi chơi vui vẻ lắm mà, mới về tới nhà làm gì có chuyện không được vui hả? Mình nghĩ coi, chị Thảo đó, bà ghét em, bà cố tình quét dơ vô trong quần áo của em nè. Em chưa kịp nói gì, vậy mà Dưỡng Út đã nhào vô binh giật bả. Đã vậy á, hai người đó còn hùa nhau ức hiếp em. Mà mình biết rồi đó, ở trong cái nhà này em chịu oan ức quen rồi. Nhưng mà có điều em thấy hai người đó không có được bình thường mình à. Không có được bình thường là sao? Em nói rõ hơn có được không? Mình ở trong nhà này mà mình không thấy hả? Em thấy cái cách mà hai người họ nhìn nhau á, và cái cách mà Dưỡng Út binh chị Thảo đó, họ có cái gì đó lạ lắm. Nè Dưỡng Út. Chào anh, chào chị. Tất cả mọi người đều phải biết thân phận của mình thì mới sống được trong căn nhà này. Còn về phần kẻ ăn người ở trong căn nhà này, Dưỡng Út nên cư xử cho đúng là kẻ ăn người ở. Dưỡng hiểu chứ? Người giàu có thành đạt luôn cho ta là học thức uyên bác, lại cao sang hơn người thì lại sống có mắt như mù, sống hành hạ vợ hiền lương, nâng niu mê mẩn hồ ly. Dưỡng. Chào anh chị. Nè. Nè Dưỡng, đứng lại đó. Đó, mình thấy chưa? Trời ơi. Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Phận Làm Dâu, phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập phim đã phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.